Trong dàn mỹ nhân của Tây Du Ký, Chu Lâm được nhiều khán giả bình chọn là người đẹp tuyệt sắc. Vẻ đẹp đoan trang, quý phái, dịu dàng của Chu Lâm cùng những tình cảm, tâm tư của nhân vật được bà thể hiện tinh tế qua từng ánh mắt, cử chỉ đã đưa vai diễn nữ vương Tây Lương trở thành kinh điển. Đến nay, dù có nhiều diễn viên từng đảm nhận vai diễn này, nhưng chưa có ai vượt qua được cái bóng của bà. Chu Lâm sinh năm 1952 tại Bắc Kinh. Từ nhỏ, bà đã yêu thích văn nghệ. Năm 1969, Chu Lâm thi đỗ khoa múa của Đoàn Văn Công Bắc Kinh. Song đến năm 1975, bà bất ngờ chuyển ngành, trở thành chuyên viên hóa học của một viện nghiên cứu. Tuy nhiên, mối duyên với nghệ thuật lại một lần nữa đến với Chu Lâm vào năm 1980. Khi đó, xưởng phim Tây An đến Bắc Kinh để tìm diễn viên cho một bộ phim điện ảnh. Chu Lâm lọt vào mắt xanh của đạo diễn và được chọn đóng vai một nữ trợ lý xinh đẹp. Vốn yêu thích diễn xuất từ lâu nên bà nhanh chóng nhận lời. Vì vai diễn đầu tay, Chu Lâm đi theo đoàn đến Vân Nam quay phim suốt 8 tháng ròng rã. Khi trở về, bà thi vào lớp bồi dưỡng diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, Chu Lâm được phân công đến làm việc tại xưởng phim Nga Mi và chính thức bước vào nghiệp diễn từ đó. Trong sự nghiệp của mình, Chu Lâm thường vào vai những người phụ nữ truyền thống, có vẻ đẹp đoan trang, dịu dàng và nhã nhặn. Nữ vương Tây Lương Quốc của Tây Du Ký năm 1986 là một trong những vai diễn nổi bật nhất của bà. Chuyện tình đẫm lệ với Đường Tăng thành giai thoại suốt hơn 20 năm. Mối tình đơn phương của Chu Lâm với Từ Thiếu Hoa từng là giai thoại được người ta truyền tụng suốt hàng chục năm. Chuyện kể rằng, khi cùng đóng Tây Du Ký, nữ vương Tây Lương và Đường Tăng đã thực sự phải lòng nhau. Sự gần gũi khi đóng phim cũng như sinh hoạt chung đã kéo Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa xích lại gần nhau. Họ cùng viết chữ, ngâm thơ, lên núi ngắm cây ngân hạnh, tâm đầu ý hợp vô cùng. Đáng tiếc rằng, khi ấy Từ Thiếu Hoa đã là người đàn ông có gia đình. Đám cưới được tổ chức 3 ngày trước khi ông theo đoàn phim Tây Du Ký. Trái tim Chu Lâm đã tan nát khi biết được chuyện này. Khi Tây Du Ký kết thúc, Chu Lâm trở về Bắc Kinh, chôn giấu mối tình đơn phương trong lòng. Không lâu sau, Từ Thiếu Hoa cũng chia tay vai diễn Đường Tăng để theo đuổi nghiệp học. Mối tình của Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa cũng đứt đoạn từ đây. Và rồi suốt 20 năm, mỗi khi nhắc đến Tây Du Ký, người ta lại kể cho nhau nghe về câu chuyện tình đẹp nhưng đẫm lệ này. Thậm chí có tin đồn rằng, nhiều năm qua, dù có vô số người theo đuổi, nhưng Chu Lâm vẫn quyết ở vậy để chờ đợi Từ Thiếu Hoa. Tuy nhiên, sự thật đã được làm sáng tỏ khi Chu Lâm trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh truyền hình Tô Châu. Bà khẳng định bản thân không hề có tình cảm với Từ Thiếu Hoa như lời đồn. Tất cả chỉ là những câu chuyện được thêu dệt, thổi phồng lên từ câu nói của Chu Lâm. Hôm nay gặp lại đoàn làm phim, ánh mắt tôi chỉ muốn tìm lại một người cách biệt 20 năm, không biết ngự đệ ca ca có khỏe không. Một tờ báo Trung Quốc sau đó đã giật tiết thành, yêu Đường Tăng, nữ vương 20 năm không lập gia đình, từ đây gây hiểu lầm cho độc giả. Chu Lâm cũng chia sẻ rằng, sở dĩ bà nói như vậy là vì xúc động khi nhớ lại cảnh phim nhiều năm trước, còn nếu thực sự giữa hai người có tình cảm thì sao dám bày tỏ trước mặt nhiều người. Từ Thiếu Hoa cho biết, Chu Lâm là diễn viên mà tôi rất yêu thích. Từ lâu, trong quá trình quay phim Tây Du Ký, chúng tôi đã phối hợp rất ăn ý và cảnh quay rất suôn sẻ. Chẳng qua vì trong phim có các cảnh tình cảm, khán giả đã vô tình đưa cảm xúc trong phim ra ngoài đời thật. Đây cũng là điều dễ hiểu vì tình cảm này trong phim thật sự đặc biệt, để lại ấn tượng sâu sắc và là thứ khiến người ta hướng tới. Trong đời thường, quan hệ của chúng tôi rất thân thiết, tôi rất thích cách diễn của Chu Lâm, cũng thích con người cô ấy. Cô ấy là một người vô cùng ưu tú, giỏi giang. Cảnh quay táo bạo với Đường Tăng Từ Thiếu Hoa. Bởi nhan sắc xinh đẹp, khuôn mặt phúc hậu, làn da trắng sáng, Chu Lâm được đạo diễn Dương Khiết ưu ái giao cho vai diễn nữ vương Nữ Nhi Quốc. Vai diễn này của Chu Lâm xuất hiện trong tập 16, Thỉnh Kinh Qua Nữ Nhi Quốc. Đây cũng chính là kiếp nạn khó quên và mang ý nghĩa sâu sắc nhất với Đường Tăng. Nữ Nhi Quốc hay Tây Lương Quốc là đất nước không có nam nhân, tất cả cư dân đều là phụ nữ, được lãnh đạo bởi nữ vương nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Tuy nhiên, vị nữ vương này lại phải lòng Đường Tăng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảnh nóng nhất trong Tây Du Ký chính là cảnh quay giữa vị nữ vương này và Đường Tăng. Vì quá si mê Đường Tăng mà nữ vương không ngần ngại trao quyền lực tối cao, nhường ngôi vua cho Đường Tăng, còn bà sẽ trở thành hoàng hậu. Để Đường Tăng trở thành người đàn ông của mình, nữ vương cho gọi ông tới tẩm cung, nơi bà phủ rèm chờ sẵn. Không những thế, nữ vương Tây Lương còn dùng mọi lời đường mật, ánh mắt và cử chỉ thân mật để mong nhận được sự đồng điệu của Đường Tăng. Trong thập niên 80, những cảnh quay nam nữ diễn viên gần gũi trên màn ảnh như vậy là không nhiều. Tuy nhiên, đoàn làm phim Tây Du Ký vẫn khéo léo đưa vào bộ phim cảnh quay táo bạo này để khắc họa lên mối tình khắc cốt ghi tâm của nữ vương Tây Lương. Tây Du Ký năm 1986 là một tác phẩm kinh điển và cho đến thời điểm hiện tại đã được chiếu đi chiếu lại hàng ngàn lần khắp các quốc gia châu Á. Trong phim, cảnh quay thầy trò Đường Tăng tại Nữ Nhi Quốc là cảnh phim đắt giá nhất, đồng thời để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Cuộc hành trình tại Nữ Nhi Quốc cũng là phân đoạn hiếm hoi nói về mối tình nam nữ giữa Đường Tăng, Từ Thiếu Hoa và nữ vương Nữ Nhi Quốc, Chu Lâm đóng.
cũng với những phân đoạn ánh mắt trìu mến cả hai khi nhìn nhau đã khiến dân tình suýt xoa vì cả hai quá đẹp đôi, hay phân đoạn Đường Tăng quay lại nhìn nữ vương trước khi rời khỏi Nữ Nhi Quốc cùng câu nói dai dứt, giá như có kiếp sau. Cuộc sống vui vẻ, tự tại ở tuổi 66. Mặc dù Chu Lâm rất thành công với nhân vật nữ vương Tây Lương, nhưng nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cũng giống như mối tình có bắt đầu mà không có kết thúc với Tử Thiếu Hoa, cuộc đời của Chu Lâm là một câu hỏi lớn khiến khán giả tò mò. Sau hơn 30 năm đóng Tây Du Ký, Chu Lâm vẫn rất đẹp, dù gương mặt của nữ vương Tây Lương đã xuất hiện dấu vết thời gian, nhưng nét đoan trang, mặn mà cùng khí chất sang trọng, quý phái dường như bất biến. Hiện tại, Chu Lâm đã bước sang tuổi 66, bà đã nghỉ hưu, không còn đóng phim và chỉ thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện. Bộ phim gần đây nhất mà bà góp mặt là từ hồi năm 2013. Tuy đã lặng lẽ rút lui khỏi màn ảnh, nhưng Chu Lâm vẫn tích cực hoạt động trên sân khấu kịch. Ngoài ra, bà còn viết sách và tham gia công tác giảng dạy, truyền đạt lại kiến thức và kinh nghiệm cho các thế hệ diễn viên trẻ. Những khi rảnh rỗi, nữ diễn viên dành thời gian để tận hưởng cuộc sống vui vẻ, tự tại cùng những thú vui tao nhã. Bà có sở thích đọc sách, nghe nhạc cổ điển và ca kịch. Ngoài ra, Chu Lâm còn thích đi du lịch và chụp lại những nơi mình đã đi qua. Nữ diễn viên chia sẻ thú vui này giúp bà như trẻ lại. Về đời tư, Chu Lâm vẫn luôn giữ kín suốt hàng chục năm qua. Theo tiết lộ, bà đã trải qua 2 lần kết hôn. Sau khi thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Chu Lâm tái hôn với một người ngoài ngành giải trí vào năm 2005. Cũng bởi vì sống kín đáo, nên nhiều người tưởng bà vẫn đơn chiếc trong suốt mấy chục năm qua. Lần duy nhất Chu Lâm đề cập đến tình trạng hôn nhân là trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2008. Khi đó, nữ diễn viên khẳng định bà đã kết hôn và hạnh phúc với cuộc hôn nhân bình dị, an yên này.